Hello, chào mừng tất cả anh chị đến với kênh game 5G Crypto vào ngày hôm nay. Video này em sẽ giúp anh chị gia tăng tài sản nhá, gia tăng tài sản một cách nhanh chóng. Thì để làm sao mà gia tăng tài sản thì trước mặt anh chị đây là một cây nền tảng của Celolan. Và nếu anh chị nào đã biết Celolan rồi thì anh chị thông cảm, còn đối với những anh chị nào mà chưa biết thì em xin cho em giới thiệu sơ qua về cây nền tảng này. Và nền tảng này là nền tảng Celolan, là có nghĩa là nó sẽ bán những cái lăn bát trên nền tảng này. Thì đây có một số là IDO, là những cái lăn bát đã được bán ở đây nhá. Thì sắp tới là chuẩn bị là ngày hôm nay, là ngày em quay video là ngày mùng 10 tháng 2, là sắp hôm nay nó sẽ bán hai cái IDO này nhá. Nó sẽ bán hai cái IDO này. Và tiếp theo thì sau đó là sẽ bán những cái IDO tiếp theo. Và đây là những cái IDO đã nó đã kết thúc nhá, đã bán kết thúc rồi. Đây. Rồi. Và để làm sao để gia tăng tài sản thì em mời anh chị cố gắng là xem hết video này nhá, anh chị xem video này. Và đây là một cái video cực kỳ là giá trị nhá, em mong anh chị cố gắng là xem hết video này. Và video này chỉ dành cho những anh chị nào mà vốn nhỏ nhá, vốn nhỏ tầm 100 đến 200 đô, thậm chí là 5 đô 10 đô cũng tham gia được đấy. Là tất cả đối với anh chị nào có vốn ấy, thì anh chị có thể là tham gia nhá. Còn anh chị nào không có vốn thì anh chị chịu khó làm airdrop giùm em. Và đặc biệt nữa, sau video này nhá, thì ngày mai là ngày mùng 11 tháng 2 là em sẽ làm cho anh chị một cái video kèo ăn chắc 100% nhá, kèo ăn chắc. Thì những anh chị nào mà tham gia những cái video của em ấy trước đó ấy, thì nhiều anh chị đã nhận được một khoản từ những cái kèo khác nhau rồi. Và anh chị nào thấy video của em có giá trị thì cho em xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Rồi thì trước tiên thì để làm sao thì anh chị để gia tăng tài sản ấy, thì đối với những anh chị nào mà chưa có vốn nhé, thì em có một cái mẹo nhỏ như sau. Thì anh chị cố gắng đăng ký kênh nhá, coi như là những anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Rồi thì để là bây giờ thì đối với anh chị nào mà chưa có vốn ấy, thì em khuyên, em cũng mong anh chị cố gắng là follow, theo dõi sát kênh của em nhá. Thì trong thời gian sắp tới này thì em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái dự án, một số dự án kèo ăn chắc. Thì đến chỉ khi anh chị đã có vốn rồi á thì anh chị có thể là tham gia. Và anh chị nào hãy xem cố gắng nhá, anh chị cố gắng xem hết video này để chị hiểu nhá, hiểu hơn thì để cách thức để chị giúp trong năm 2022 này giúp anh chị kiếm thật nhiều tiền, và giúp những anh chị nào có vốn ấy thì chị đầu tư thì giúp anh chị gia tăng tài sản một cách nhanh chóng đấy. Còn đối với những chị nào mà không có vốn thì anh chị hãy bắt đầu từ bây giờ nhá, hãy bắt đầu từ bây giờ để chị có một cái nền tảng tốt đấy, thì một bước đi tốt để anh chị có thể là trong năm 2022 này giúp anh chị có một khoản thu nhập lớn. Rồi thì em cũng không vòng vo nữa, thì bây giờ nhá, thì trước tiên thì em sẽ nói cho những anh chị nào mà muốn kiếm tiền trên nền tảng này đấy, và sau đó thì em sẽ nói nhắc nhẹ video sau em sẽ nói cho anh chị, hướng dẫn anh chị cách kiếm đô miễn phí nhá, kiếm đô miễn phí uy tín 100%. Rồi thì đây nhá, thì đây là cây Celolan đấy. Còn đây là Celolan, là cây nền tảng lăn bát đầu tiên thuộc mảng Celolan nhá, anh chị hiểu giùm em đấy. Thì ở đây thì nền tảng này nó cũng cực, em nghĩ, em tin chắc rằng trong tương lai nó cũng có thể là so sánh với là BSCS hoặc là Dao Mắc Cơ đấy. Thì em trong tương lai thôi thì nó cũng có thể là đạt tới tầm đó, tại vì cái này nó mới phát triển trong vòng một tháng thôi mà nó cực kỳ là mạnh nhá, cực kỳ là mạnh. Thậm chí là những người mua trong này này đấy, hầu như là những cái nền tảng nào nó bán trong này hầu như là đạt cap 100% hết nhá, không bao giờ có những cái cap nhỏ đấy. Và những cây ở trên nền tảng này nhá, thì nó đây hiện tại là cây game up này này, em nói sơ qua để cho chị hiểu rõ hơn nhá, để chị hiểu hơn về cái đội ngũ làm việc của nó như thế nào. Thì cây game up này thì em cũng xem qua dự án của nó cũng khá là ok đấy, có rất nhiều người muốn mua cực kỳ luôn nhá. Thì đối với những chị mua, anh chị nào mà mua trên nền tảng khác ấy, thì trên game up này thì anh chị có thể là mua được bình thường, nhưng mà trong nền tảng này tại vì nó cảm thấy là sản phẩm của cây dự án này kém chất lượng đấy, em nói ví dụ như vậy nhá, là kém chất lượng nên nó đã hoàn tiền lại cho anh chị. Đây em có tham gia vào cái dự án này, nhưng nó bảo cái dự án này nó bị kém chất lượng ấy, nó đánh giá là kém chất lượng nên là nó sẽ trả tiền cho những nhà đầu tư đấy. Thì còn những cái dự án khác thì nó cũng tương tự như vậy nhá, những cái dự án khác thì cả nó đánh giá là nó kiểm tra ấy, cảm thấy ok thì nó cho phép là anh chị đầu tư. Còn những cái dự án nào mà nó cảm thấy mà không ok thì nó có thể là hoàn tiền lại cho anh chị đấy. Thì đây là một cái nền tảng cũng được gọi là chọn lọc dự án kỹ càng đấy. Rồi tiếp theo thì
thì để làm sao ấy, thì khi anh chị đã có vốn đấy nhá, trước tiên thì anh chị phải gọi cho em một khoản vốn đấy, tối thiểu là 5 đô nhá, tối thiểu là 5 đô thì anh chị đầu tư càng nhiều thì anh chị càng có lợi nhuận cao thôi. Rồi thì em lấy một ví dụ như thế này, đây là một cái dự án, đây là một cái dự án về, đây là đồng coin nền tảng nhá, đồng coin nền tảng, và cái đồng Baragen này là có tổng cung là 30 triệu token và giá bán của nó là đây, anh chị cho em một chút. Đây. Giá bán của nó là 0.08. Đấy, 0.08 BUSD, khá là rẻ đúng không anh chị? Đấy. Và hiện tại nhá, anh chị cho em một chút để em chuyển sang qua mạng BSC, tại vì mạng này nó không hiển thị hết ấy. Rồi. Và em mong sao anh chị cố gắng là xem hết video này để giúp anh chị có một cái thông tin tốt đấy, cũng như là một cái kiến thức tốt cho anh chị nhá. Rồi. Đây, Apro. Thì anh chị nào muốn mua nhá, đây em giấy phép giới thiệu sơ qua đây chẳng hạn. Thì khi nhá. Đây, có nghĩa là trên này nó bắn IDO ấy, thì khi những người, có nghĩa là những người sở hữu những cái NFT của cái nền tảng này, hoặc là những người sở hữu sự tách kinh những cái đồng coin nền tảng của Celo này, thì họ sẽ được mua IDO trên này. Thì ví dụ họ mua không hết này, chẳng hạn bây giờ nó còn 97%. Đấy, là những người, nó có nghĩa là những người cộng đồng có được phép mua. Đấy, thì anh chị nào tham gia sớm thì anh chị sẽ được mua sớm thôi. Đây, ngoài ra anh chị có thể đọc kỹ ở những cái phần này. Đấy, nó sẽ trả 5% trên mỗi tháng và trong vòng 12 tháng. Thì nó trả như vậy để làm gì? Để giúp cái token của nó ít tài sản, ít lên nhá, có nghĩa là giá tăng lên. Đấy. Thì những cây token nào càng khóa càng lâu thì hầu như là nó sẽ ít càng cao. Nha, anh chị hiểu giùm em. Rồi. Và đây là một cái đồng coin nền tảng, nó cũng tương tự như là Celoland thôi, cũng như là như Dao Marker hoặc là BSCS. Đấy, cũng là đồng coin về bạn IDO Land Bat. Rồi nhá. Thì đây. Hiện tại là vẫn chưa đầy cap, là những người nào mà không sở hữu NFT hoặc là những người nào không sở hữu cái đồng token của Celoland này. Đấy. Thì anh chị được phép mua, có nghĩa là những cái vòng này là vòng cùng dành cho cộng đồng. Đấy, thường thường là anh chị nào mà không mua thì trong vòng khoảng tầm vài 30 phút thì họ sẽ mua đầy cáp ngay. Đấy, tại vì nó ưu tiên cho những người đọc có sở hữu NFT. Sau đó thì những người đó mua không hết thì mới được vòng cộng đồng. Thì vòng cộng đồng thường thường họ bán cực kỳ là nhanh. Rồi, nếu anh chị muốn mua thì anh chị nhấn vào phần approve giùm em. Trước tiên anh chị phải kết nối vị giùm em là nhé. Kết nối vị trước. Rồi, anh chị nhấn vào phần xác nhận này. Đấy. Khi anh chị đã xác nhận xong thì anh chị có quyền để mua. Ok. Có quyền để mua nhé. Đây. Cái này là em đã xác nhận rồi sao ấy. Đúng rồi, em đã xác nhận rồi. Em sẽ load lại nhé. Rồi. Và cái này em đã mua nhé. Đây. Thì hiện tại vòng này nó đang bán chỉ là những người bình thường là mua được ít hơn thôi nhá. Được ít hơn thôi, còn những người sở hữu NFT thì họ sẽ mua nhiều hơn. Thì tùy theo mỗi dự án, tại vì dự án này nó chỉ gọi là 41.000 đô thôi. Đấy, và tiếp theo này, sắp tới nhá. Nó sẽ gọi cái dự án này là trả cao hơn một chút là 100.000 đô. Và trả và khóa trong vòng 5 tháng, có nghĩa là mỗi tháng sẽ trả cho anh chị đó như là 20%. Còn cái này thì nó sẽ trả chỉ mỗi tháng chỉ 5% thôi, nên là cái này ít người mua. Đấy, thì em cũng có vào số 50 đô thôi. Còn cái này nếu mà mua không hết ấy, thì em sẽ vào nhiều hơn nhá. Nhiều hơn, tại vì cái tổng cung của nó có 30 triệu thôi, nhưng mà giá của nó là cũng khá là rẻ, chứ không phải là đắt đâu anh chị. Khá là rẻ nhá. Đây, còn những dự án này. Đấy, dự án này như em không nhầm là tổng cung 100 triệu, nhưng mà giá cực kỳ là cao, nên là em sẽ không mua cái này. Thì em sẽ dùng những cái dự án nào rẻ em mua thôi. Ok. Rồi, thì anh chị có thể là cân nhắc canh cái dự án này. Dự án này khoảng 10 ngày nữa nó sẽ bán cái vòng này. Ok. Và video vào hôm nay em muốn hôm nay là em muốn hướng tới anh chị đó như là cái dự án đang bán đó như là Metacelo nhá. Metacelo này. Đấy. Thì cái vòng gọi vốn của nó là 320.000 đô. Đấy. Thì em đảm bảo với anh chị là 100% là những người sở hữu NFT sẽ không bao giờ mua hết được nhá. Sẽ không bao giờ mua hết được. Thì anh chị, nếu anh chị mà canh được hết, anh chị chắc chắn là anh chị sẽ mua được ở cái vòng này, nhưng mà mua được ít hơn với những người sở hữu NFT thôi. Đấy, ít hơn thôi. Đấy, thì để làm sao mà mua ấy, anh chị có thể nhận vào phần này mà canh này nhá. Canh thời gian giùm em. Đây, em sẽ lót lại cho anh chị. Thì cái này anh chị phải chuyển sang mạng Celo nhá. Nếu anh chị mà muốn mua
cái đồng token này á, thì tại vì cái đồng token này là sử dụng mạng Celo mà, anh chị phải sử dụng mạng Celo. Nếu anh chị nào mà chưa có mạng Celo, anh chị có thể là add vào nhá, anh chị có thể là lên các kênh YouTube khác và tìm hiểu để add này, add cái mạng Celo vào vị MetaMask của anh chị nhá. Rồi anh chị connect vị giùm em. Đây, nếu mà anh chị cảm thấy mà nó lót chậm quá, anh chị có thể là lót download lại cái trang của nó nhá. Anh chị kết nối rồi anh chị download lại nó tiền hơn rất nhiều. Đây, khi nào nó hiện như thế này là ok này. Đấy, rồi kết nối. Đây, hiện tại là em không có nắm giữ cái đồng token của nó hoặc là những cái đồng NFT của nó đây. Nếu anh chị mà có ấy, anh chị có thể là vào staking cái đồng NFT để anh chị được phép mua IDO này. Đấy. Và tại sao em lại khuyên anh chị nên mua con này? Thì con này tổng cung của con này là có 100 triệu thôi và giá bán cực kỳ là rẻ nhá, 0.04. Và em tin chắc rằng tại vì con này á thì nó gọi vốn hai vòng đều ok hết rồi. Vòng này là vòng thứ 3. Đây, còn một số vòng ở trên nền tảng khác thì em không nói. Thì em tin chắc rằng cái dự án này có thể là x5 trở lên nhá. X5 trở lên chứ không chữ x5 được. Tại thứ nhất là cái đồng token nó rẻ này. Thứ hai nữa là nó gọi vốn khá là lớn chứ không phải là nó gọi nhiều vốn chứ không phải là ít đâu. Đấy. Thì ở đây thì nó gọi lát nữa em sẽ cho anh chị xem nó gọi vốn lên như thế nào. Và anh chị nếu mà anh chị mà mua được á thì anh chị mỗi tháng sẽ nhận được là 15% mỗi tháng thôi. Và trả dần cứ 15% mỗi tháng anh chị sẽ được nhận cái đồng token này. Và đây là một đồng token của MetaCelo, là một cái đồng token về game. Về game thì video sau em sẽ review game cho anh chị nhé. Game cực kỳ là hay. Nếu anh chị nào mà ngày xưa ấy có chơi avatar của ngày xưa ấy, thì tương tự như vậy. Đấy, anh chị vào tham gia và tham gia những cái trồng trọt hoặc là chăn nuôi hoặc là này kia, làm những cái sự kiện. Đấy, ngoài ra anh chị hoạt động đến đó anh chị có thể nhặt được những cái phần thưởng đó, cực kỳ là hay. Rồi, và hiện tại là còn 2 giờ nữa nó sẽ kết thúc. Thì video này là em sẽ muốn làm sự nhóm chị để anh chị lát nữa ấy, tầm tạm giờ anh chị vào canh, nếu mà anh chị được giá thấp anh chị mua giùm em nhá. Nếu mà hệ thống của nó mua không hết thì anh chị cố gắng có bao nhiêu chị vào bấy nhiêu giùm em nhá. Đây, thì em cũng sẽ chắc chắn sẽ vào con này. Đấy, nếu mà em có thể là vào được nhiều thì em sẽ vào nhiều. Ok. Rồi. Thì đây, em cho chị xem. Đây là một dự án cũng khá là ngon nhé, chứ không phải là không ngon đâu. Dự án này cực kỳ là ngon luôn. Em tin chắc rằng sẽ xx. Đây, nó tương tự như là game Avatar ngày xưa. Anh chị có thể là kiểm tra nhé. Kiểm tra trong này. Rồi, tiếp theo. Thì để làm sao để mua được cái đồng token ấy, anh chị phải có cho em là cái đồng đó như là CUSD nhé. CUSD. Đây, cái đồng CUSD này là cái đồng này này. Nhá, đâu rồi. Anh chị phải sử dụng Sushi Swap nhá. Anh chị chuyển, có nghĩa là anh chị lên sàn Binance ấy, Binance anh chị mua Celo chuyển vào vị MetaMask. Trước tiên anh chị phải ạc vào vị MetaMask là nhá, phải ạc vị đã. Khi anh chị đã có rồi, anh chị có sử dụng mua cái đồng Celo anh chị và gửi vào đây. Rồi anh chị sử dụng cái sàn Sushi Swap này. Đấy, để làm gì? Để anh chị chuyển đổi từ cái đồng Celo sang cái đồng CUSD nhá. Từ cái đồng Celo sang cái đồng CUSD. Đây. Hiện tại là ví dụ anh chị có Celo đúng không? Anh chị chuyển sang cái đồng là CUSD nhá. Đây, cái đồng CUSD. Đấy. Anh chị chuyển hết cho em. Anh chị để lại cho em một chút Celo để làm phí nhá, để làm phí giao dịch. Đấy, tại vì cái này cái mảng Celo nên chỉ phải cần có Celo giống như là cái mảng Binance ấy thì nó cần phải có BNB để làm phí giao dịch. Đấy, anh chị phải để ý giùm em, phải để cho em một khoản phí để giao dịch nhá. Rồi, khi anh chị đã có cái đồng CUSD rồi thì lúc đó thì anh chị canh nhá. Nếu mà hệ thống mua không hết thì anh chị nhân vào và mua thôi. Đấy, anh chị mua tối đa giùm em. Nếu anh chị cảm thấy mà còn mua được, anh chị mua được càng nhiều càng tốt nhá. Đây là một cái nền tảng đầu tiên về game trên nền tảng Celo ấy. Em tin chắc rằng nó có thể là bay, có thể là x10, 20, thậm chí là cao hơn. Đấy, và em cũng xin phép dừng video tại đây. Nếu anh chị nào thấy video của em hay thì em xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Rồi nhá. Rồi em cũng chúc anh chị một năm mới đấy, sức khỏe dồi dào và làm ăn thật nhiều may mắn, tiền vào như nước nhá. Rồi thì em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video sau.